Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy là khi mà nhu cầu thực phẩm và tiêu dùng tăng cao đột biến trong dịp Tết Nguyên đán, thì đến hẹn lại lên, hoạt động buôn bán thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đẩy mạnh hàng hóa vào thị trường tiêu thụ cũng đã tăng cao. Không phân biệt địa phương, không phân biệt cơ sở sản xuất, các hàng hóa như yếu phẩm kém chất lượng vẫn dễ dàng len lỏi, khiến cho người tiêu dùng không khỏi lo lắng. Cảnh báo những cách thức hoạt động của nhóm đối tượng này cùng với những giải pháp mạnh tay của các lực lượng chức năng dịp cận Tết sẽ là nội dung chính của câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay. Và trước hết hãy cùng chúng tôi cận cảnh hơn một số vụ việc xảy ra tại các tuyến biên giới nội địa. Đầu tháng 12 năm 2019, trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt phát hiện 650 nầm lợn cấp đông từ phía bên kia biên giới tuần sang, không có bất cứ loại hóa đơn chứng từ nào. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn cũng phát hiện bắt giữ xe ô tô chở khách chạy trên quốc lộ 1A hướng Lạng Sơn, Hà Nội khi đang vận chuyển 300 kg thịt gà, thịt lợn làm sẵn đông lạnh nhập lậu, vận chuyển vào nội địa tiêu thụ không rõ nguồn gốc. Đáng lo ngại là có những vụ khi bị phát hiện, bắt giữ thì thực phẩm đã trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối. Quá trình kiểm tra kiểm soát một số các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng thực phẩm thường trà trộn với các mặt hàng khác gây khó khăn cho quá trình em kiểm tra. Các đối tượng còn lắp biển giả, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác. Ngoài cái lực lượng của đơn vị đã phải tăng cường lên biên giới thì chúng tôi thấy là một cái quân số của chúng tôi thì phải thường trực ở trên đó, cho nên là cũng một trong những yếu tố khó khăn. Hai nữa là cái địa hình của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị quản lý bảo vệ tuy là nó ngắn nhưng mà rất là hiểm trở, độc là núi đá treo leo, rất là khó khăn cho cái việc cơ động cũng như là đánh bắt hoặc là mật phục. Với đường biên dài hơn 231 km giáp với Trung Quốc, có nhiều đường mòn, lối tắt được các đối tượng buôn lậu lựa chọn để vận chuyển, tập kết hàng hóa. Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu thường lợi dụng đêm tối để vận chuyển thực phẩm nhập lậu qua các đường mòn, lối tắt ở khu vực biên giới. Ngoài ra, tổ chức cho người theo dõi lực lượng chức năng thông tin cảnh giới cho các đối tượng vận chuyển. Diễn biến cái hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại rất là phức tạp. Mà đây là các đối tượng lợi dụng triệt để cái việc mà các cái đường mòn lối mở để đưa hàng hóa nhập lậu vào cái địa bàn của tỉnh. Trong đó thì có nhiều các cái loại thực phẩm, thức ăn rồi đồ uống. Rồi đặc biệt là các đối tượng lại lợi dụng cái thủ tục thông quan để mà cài rồi đưa các cái hàng hóa này vào. Thời gian qua thì chúng tôi đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát kinh tế rồi phối hợp với các cái lực lượng cảnh sát khác với công an các huyện đẩy mạnh cái phối hợp với lại các cái lực lượng tại cửa khẩu để đấu tranh ngăn chặn. Trong cái dịp Tết Nguyên đán thì bao giờ buôn lậu nó cũng sẽ tăng. Trong đó có những mặt hàng liên quan đến hàng hóa thực phẩm. Thì chúng tôi cũng đã có những kế hoạch và đã có những cái chỉ đạo ngay từ trong tháng 11 để cho các huyện, các ngành, các lượng có những sự chuẩn bị để đối phó và tăng cường cái kiểm soát chặt chẽ ngay từ biên giới và trong nội địa. Và nếu như mà trong nội địa thì chúng tôi đã phối hợp với các lượng như ở trong Bắc Giang là chính quyền tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc rất là tốt. Thế rồi là các lượng của Bộ Công an, Tổng Hội quan, Tổng cục Quản lý trường cũng đã phối hợp để đánh những cái đối tượng ở trong nội địa và đã giảm áp lực ở biên giới. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong năm 2019 vừa qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý trên 900 vụ liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm. Thu giữ trên 154 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ nhập lậu vào nội địa. Trong đó chiếm đến một nửa là các sản phẩm động vật. Số lượng thực phẩm bẩn này tăng gấp 3 lần so với cả năm 2018. Ngoài Lạng Sơn, ghi nhận thêm trên tuyến biên giới Lào Cai, Quảng Ninh cũng cho thấy thời điểm cận Tết Nguyên đán, các vụ việc bắt giữ những đối tượng vận chuyển hàng hóa là thực phẩm cũng đang diễn biến hết sức phức tạp.